Kính thưa quý vị, trong chương trình chúng tôi phỏng vấn ông Hoàng Kiều có một vấn đề mà chúng tôi muốn đề cập đến với ông Hoàng Kiều về vấn đề thư kiện bản quyền và tất cả những vụ kiện trong tương lai mà ông sẽ đối đầu. Đây là một trong những cái vấn đề mà chúng ta theo dõi để rồi chúng ta nhận định xem trong tương lai để rồi chúng ta không bao giờ vấp phải những cái điều để khó khăn về mặt pháp lý từ những cái cơ sở thương mại cho đến cái cá nhân của chúng ta. Mời quý vị theo dõi trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Trong cái vấn đề mà như ông biết rồi, cái việc thư kiện báo chí, cái thư kiện mà cái người third party post là một cái vấn đề, bởi vì nó có cái luật gọi là CDA 230 là cái luật đó. Ví dụ như ông ưng cái gì, ông ưng cái gì về tôi, ông lấy của người khác ông post lên cái mạng của ông là ông bị gì hết, ông cứ nghĩ như thế, họ cứ nghĩ như thế. Và cái luật đó là luật bất công, kêu là unconditional, và chúng tôi sẽ tra lên cái việc đó. Bởi vì tôi trở lại vấn đề rồi, tôi hỏi ông ví dụ cái Facebook của vợ ông có không, hàng xóm ông có vào ông post được không, phải chưa? Đấy, tôi muốn nói như vậy. Trách nhiệm của mình. Cái trách nhiệm đó là trách nhiệm của mình. Thế thì tôi tức, hiểu chưa? Và tôi cũng, tôi nói theo Hoàng Kiều, quý vị thấy hiền hiền thế là không hiền đâu, cũng mưu mô quỷ quyệt lắm, tôi nói trước đấy. Để nói trước cho biết, đừng có cười, thế là mưu mô quỷ quyệt lắm ấy, đừng có giỡn. Thế thì tất cả những cái gì tôi trên Facebook, tất cả những cái gì hình ảnh hay là bất cứ những cái chương trình này, chẳng hạn như chương trình Tà Tình tới thứ ba tới cũng vậy, chúng tôi cho coi, nhưng mà chúng tôi đều có copyright hết, thế có bản quyền. Thế thì các ông, chẳng hạn như ông người Việt ông nói rò rỉ. Ê, chúng tôi rò rỉ ra tấm hình này kia này nọ. Thế thì ông rò rỉ cũng 7 tấm hình, 9 tấm hình. Ông tìm hiểu là cái rò rỉ không biết ông lấy ở đâu, thì tôi không biết, cũng lấy trên dân mạng thôi. Bởi vì họ ăn cắp, họ lấy từ cái này cái kia cái qua cái lại đưa với nhau. Thế thì thế, đó là rò rỉ. Thì tôi cho chuyến này cho biết cái rò rỉ của đó là cái bản quyền. Đấy. Và cái vấn đề khi ông hỏi tới tôi tức lắm. Là cái bản quyền của tôi, chẳng hạn như bây giờ tôi nói ra nè, bây giờ YouTube nó cũng chưa dẹp. Trong Hoàng Kiều là có một cái video 100 cái YouTube thôi được 41 triệu người xem. Hiểu chưa? Phần nửa nước Việt Nam xem. Hiểu chưa? Tôi nói là người Việt, tôi đúng nói là Việt Nam hay là bên này. Thế thì tôi muốn nói như thế để cho cái ảnh hưởng thấy cái chuyện đó. Và trong đó 103.000 cái YouTube. Tôi hỏi ông Đoàn Trọng, tôi là ai? Tôi là ai? Tôi là Hoàng Kiều, tôi đâu có nổi tiếng bằng George Clooney phải không? Tôi đâu ruột trước bằng Bert Reynolds, nhưng mà họ vẫn cứ bỏ George Clooney với Bert Reynolds trong cái quảng cáo này rồi. À, rồi đồng thời sao? Lấy ra, bỏ vào cái YouTube Red, hiểu chưa? Bán 9 đồng 95, thì tôi hỏi có được không? Đó. Rồi đối với Hoàng Thị Tơ thì cũng thế, 59.000 cuốn video. Yeah. Và có những cuốn video dài tới 7 tiếng rưỡi đồng hồ, gồm 98 bài nhạc, đều lên đến cái đó. Và đồng thời, từ những cái mạng gọi là server đó, họ lan truyền ra. Rồi cái tệ nạn sao biết không? Tất cả những công ty, có những công ty họ từ khơi họ lấy thôi, hiểu chưa? Có những công ty họ mua lại của những người đi bán, là tổng số có 200 công ty người Việt, người Mỹ, ở Mỹ, ở Anh, ở Pháp, ở Đức, ở Nga Xô và ở Ấn Độ đi bán. Bán cho ai biết không? Tôi không muốn nói ra với trên tất cả những công ty, tất cả 30 cái công ty top trên toàn thế giới đều là dính vào hết. À, khoan, thì bây giờ tới cái giai đoạn này Hoàng Kiều chúng nói về vấn đề Hoàng Thị Tơ tuyết, thì chừng đó tôi mới hỏi ơi, tôi mới nói trời ơi, cái ông nhạc, cái ông chú Hoàng Thị Tơ này cũng ghê gớm ta. Thật, mà thật như vậy, thật như vậy. Khi tôi vào YouTube tôi xem cái người tin nữ tin phi, quý vị tin tôi đó, 60 triệu người xem cái người tin nữ tin phi đó, là chỉ mới một bài thôi nhé, tôi chưa nói nhiều bài khác. Thế thì tôi mới về, tôi mới căn cứ vào cái đó, chúng tôi mới biết được là cái sức mạnh của ông ta
cái sự lôi cuốn của ông ta. Bởi vì sao? Bởi vì đây là Hoàng Phi Thơ là cái nhạc vàng, mà cái nhạc vàng bây giờ ở Việt Nam rất thịnh hành, và đồng thời thịnh hành Việt Nam rất là thịnh hành và được cái sự yêu mến. Và khi mà tôi đã biết được cái chuyện đó thì nhân đây tôi cũng xin kêu ông giúp chùm cho tôi, kêu gọi những ai đó mà có mượn đỡ cái nhạc của Hoàng Thi Thơ mà bán, hiểu chưa, thì hãy trả lại cho tôi bản quyền cho tôi. Và cái nhiệm vụ của tôi phải đứng lên. Đứng lên để làm gì? Đứng lên để làm gì? Đứng lên để tiếp tục thâu lại tất cả những cái bản quyền đó, gây dựng, phổ biến, duy trì cái nền văn hóa của dân tộc của chúng ta, để cho các em, cái thế hệ sau, con em thế hệ sau, nó biết được Hoàng Thi Thơ là ai và cái nhạc của Hoàng Thi Thơ là như vậy. Và ông biết trong đoàn đồng biết không, nhạc Hoàng Thi Thơ là kêu cái hồi mà tôi làm bên gì đó, tôi cũng có một số tù binh, tôi cũng được biết cái tin tức ấy. Họ ngoài Bắc họ đã kêu rồi, chứ không phải mới sau này đâu, họ kêu cái nhạc của mình trong Nam là kêu nhạc vàng, nhạc vàng. Thế thì bây giờ phải tiếp tục cái nhạc vàng đó, và chúng tôi mong mỏi quý vị hãy hợp tác. Bởi vì quý vị nào mà cởi mở hợp tác thì cái vấn đề mà bản quyền hay vấn đề tiền này kia có thể giảm, có thể không, tôi không lấy tiền, nhưng mà phải trả lại cái bản quyền đó cho tôi, thay vì phải để tôi đưa quý vị ra tòa với 150.000 một bài nhạc thì cũng mệt cho quý vị, phải không? Tôi chỉ kêu gọi thế thôi, nhờ ông kêu gọi dùng cái đó thì đưa ra, thì ra tòa thì 150.000, thì luật sư của tôi là nó cứ quất 150.000 cũng mệt, thành thì thôi thì cứ đưa lại cho chúng tôi, dĩ hòa vi quý, chúng tôi chẳng làm gì quý vị hết. Tôi kêu gọi. Và đồng thời cái kêu gọi thứ hai của tôi là tôi cũng muốn các bạn về cái vấn đề coi như là giúp chung cho tôi. Bởi vì có một số nhạc chúng tôi muốn thâu lại. Hiện tại bây giờ chú tôi, Hoàng Thi Thơ đã có trên 600 bài. Nhưng mà hiện tại tôi chỉ tìm ra được 262 bài thôi. Và còn thiếu nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Vì vậy các bạn nào có thể được và có thể mua giúp chung chú tôi mua. Tôi xin hứa là trả 1/5. Ví dụ như các bạn mua 1 euro là chúng tôi sẽ trả 5 euro. Để chúng tôi làm gì? Chúng tôi làm bằng chứng để chúng tôi đưa mấy cái ông lớn này ra tòa, hiểu chưa? Các bạn giúp chúng tôi tí đấy, là có những cái điều đó là tôi nói cho ông biết làm như vậy. Bởi vì như vậy chúng tôi mới tạo tức cái đêm nhạc này để chi? Tạ tình ba để chi? Để những cái chủ đề của chúng tôi tình, nhạc của chúng tôi tình bao la lắm. Tình yêu đất nước, tình yêu mẹ già, tình yêu em bé thơ, tình yêu em, tình yêu anh, tất cả. Và cái điều mà tôi thú thật với quý vị, cái mục đích chúng tôi làm cái này. Và sau khi làm xong rồi đó, tôi xử mấy cái ông này xong rồi đó, tôi sẽ thành lập một cái quỹ của Hoàng Thi Thơ. Và cái phần của Hoàng Thi Thơ. Và trong cái phần đó chúng tôi đã giao cho ông Trung Cảnh, tôi rất vui. Và được cái sự hợp tác của cái coi như là cái bản quyền, cái cục bản quyền do ông nhạc sĩ Trung Cảnh ở Việt Nam ông lo, và ông đã thâu cũng được mấy trăm triệu rồi, báo cho quý vị biết, nhưng mà chỉ có 60 bài thôi và chúng tôi đừng. Và tôi cũng rất cảm ơn Bộ Văn hóa đã khuyến khích, nói cái ông Kiều cứ gửi về đây thì chúng tôi coi cái bài nào mà gì đó, mà trong những bài Hoàng Thi Thơ là toàn bài tích hợp hết, toàn bài thích hợp hết, thấu hiểu chưa? Chẳng hạn tôi nói tìm anh thì cái người nói tìm anh là phải tìm cái chiến sĩ Cộng Hòa, không, trong đó tìm anh là cũng có tìm anh của ông, tìm anh của bên này, tìm anh của bên kia, chứ đâu phải tìm anh của đóng. Và bởi ông cũng có thời đi kháng chiến rồi, phải chưa? Thì đó, chúng tôi là những cái đó chúng tôi muốn nói với quý vị, đó là cái tâm tư của Hoàng Thi Thơ, và chúng tôi rất vui. Và đồng thời nhân đây chúng tôi cũng nói luôn, gửi gắm các bạn luôn. Ông nói, ôi, tất cả thành viên đều đi được. Tôi nói các bạn ơi, thành viên bây giờ cả gần 10.000 rồi,
làm sao mà thành viên nào cũng đi được, chứ có 960 người. Thành thử tôi nói thôi, bây giờ cái mình cứ xả ra đi. Thế thì ai cứ mua cái sản phẩm của cây kem hoa đó là sản phẩm là gọi là về anti-aging, chống lão hóa của cả nam phái nữ. Và nhân đây thì tôi cũng nói luôn thôi, các quý vị nói những lần trước thì tôi dùng cái người này người kia để tôi quảng cáo này kia đúng không? Bây giờ tôi đấy, tôi dùng đấy hả, tôi sơn đông mãi vỏ đấy. Tôi sơn đông mãi vỏ đấy, kỳ này không có khỉ đâu, kỳ này không có đánh phèn la, không có đây kia đâu hả. Chúng tôi sơn đông mãi vỏ cái kiểu cao cấp. Để chúng tôi nói chút xíu về vấn đề này, chúng tôi cũng xin cảm ơn có nhiều người trong Facebook đã nói là coi như là ông á, sao tự nhiên ông vẫn còn phong độ, ông vẫn còn trẻ, và cái da ông như thế này thì dễ lắm, trong ngũ ngoài xa. Thế thôi, thì chúng tôi muốn quảng cáo với người dễ quý vị và cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, đó là những gì ông Hoàng Kiều muốn gửi lại về người chú của ông, đó là cố nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ, một trong những nhạc sĩ nổi tiếng. Và trong cái buổi trao đổi với ông, tôi cũng hỏi thêm ông rằng ông có nhiều tiền rồi, đâu cần gì mà phải đi kiếm tiền bằng cách làm thế này thế nọ thế kia. Thì ông trả lời không. Tất cả mọi người đều có bổn phận đóng góp vào cái di sản văn hóa của dân tộc, mà tôi là một trong những người có trách nhiệm phải bảo vệ tất cả những cái di sản của cố nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ. Quý vị đã cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề, và chúng trở lại với quý vị trong giây lát.